Việc dạy và học sẽ không thể hiệu quả nếu như thiếu đi tính tương tác và môi trường mở cho trao đổi hai chiều. Và team đáp ứng rất tốt điều này. Team tích hợp nhiều tiện ích, tính năng hỗ trợ đắc lực cho việc học mà các công cụ khác không có. Giao diện của team cũng khá là đơn giản và giúp người sử dụng dễ sử dụng. Thứ nhất là thanh menu bên trái, gồm các danh mục hoạt động, trò chuyện, nhóm, bài tập, lịch, cuộc gọi, tệp và một số ứng dụng khác. Phần đầu tiên là hoạt động, hiển thị cho chúng ta biết các hoạt động mới nhất của nhóm mà chúng ta tham gia, giúp chúng ta luôn cập nhật thông tin. Tiếp theo là phần trò chuyện. Đây là nơi lưu giữ các cuộc hội thoại của bạn, cung cấp lịch sử trò chuyện đầy đủ. Tiếp theo là nhóm. Bao gồm tổng quan tất cả các nhóm mà chúng ta là thành viên hoặc chúng ta là người tạo ra. Đây cũng là nơi để chúng ta tạo ra một team. Để tạo ra một team thì chúng ta sẽ vào tham gia hoặc tạo nhóm. Chọn trong phần tạo nhóm, chọn tạo nhóm, chọn lớp học, tên, ví dụ chúng ta có thể nhập tên lớp, phần mô tả chúng ta có thể chọn mô tả liên quan đến lớp học này và ấn tiếp theo. Tiếp theo là phần thêm học viên. Để thêm học viên vào lớp học. Để thêm học viên chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, thêm học viên đã có ở các nhóm khác. Chúng ta sẽ chọn tên học sinh, có thể ghi tên học sinh hoặc chữ đầu thì nó sẽ hiện ra một loạt tên, chúng ta chọn một trong những học sinh đó. Thêm. Hoặc cách thứ hai, nếu như học sinh đó chưa có trong bất kỳ một nhóm nào ở trong này thì chúng ta sẽ vào copy tài khoản mà đã đăng ký Microsoft Team của họ. Chúng ta dán vào đây. Hiện ra tên học sinh, chúng ta chọn và thêm. Trong mỗi lớp học, chúng ta có thể tạo các kênh nhỏ hơn. Chúng ta thêm kênh. Ví dụ, trong lớp học, chúng ta sẽ chọn các kênh là các môn học. Ghi mô tả cho môn học phù hợp. Thêm. Chúng ta có thể chỉnh sửa, thay đổi ảnh đại diện của nhóm với các hình có sẵn hoặc tải lên từ máy tính. Chúng ta có thể gửi đường liên kết đến nhóm cho học sinh hoặc đường liên kết đến kênh chung
Ví dụ, một môn. Trong lớp học, giáo viên có thể giao bài tập cho học sinh. Chúng ta vào phần bài tập. Tạo bài tập. Chọn bài tập được giao, hoặc câu đố, hoặc từ bài tập hiện có. Nếu như chúng ta đã có sẵn một bài tập rồi, chúng ta có thể chọn bài tập hiện có, hoặc bài tập được giao. Chúng ta sẽ nhập tiêu đề của bài tập, ví dụ toán, hoặc đề kiểm tra toán chẳng hạn, bài kiểm tra toán, đính kèm, hoặc tạo mới hoặc từ một ứng dụng khác. Ví dụ chúng ta đính kèm chọn ở trên máy tính tải lên. Chúng ta có thể gửi bản Word hoặc Excel. Có thể chọn ghi điểm cho bài tập này, ví dụ là 10 điểm. Giao cho ai? Ví dụ, ở đây có rất nhiều kênh, có nhiều lớp, nhiều nhóm lớp. Chúng ta sẽ chọn một trong các nhóm lớp này, ví dụ chúng ta giao cho lớp 3 hoặc lớp 2. Đấy. Ở đây là lớp 3. Mình chọn lớp 3. Nếu ta chọn cả hai thì nó sẽ chọn là hai lớp, ba lớp đúng không? Có thể giao cho một lớp, hai lớp hoặc ba lớp. Ví dụ như cùng một khối thì chúng ta có thể chọn gửi cho tất cả các lớp của cùng khối. Khối 2 chẳng hạn, ví dụ thế. Chọn gửi cho tất cả học viên hay cho học viên cá nhân. Có thể chọn gửi cho tất cả học viên thì tất cả học sinh trong lớp đều có thể nhận được. Còn gửi cho học viên cá nhân thì khi đó chúng ta sẽ vào chọn từng học sinh một. Chúng ta gửi cho học sinh nào thì chọn học sinh đó. Sau đó chúng ta chọn ngày. Ngày đến hạn có nghĩa là ngày học sinh phải làm bài này. Và thời gian đến hạn là giờ đến bao nhiêu giờ của ngày đó. Chọn giao bài. Hoặc chúng ta sẽ có thể tạo câu đố. Thêm mới và lựa chọn, chúng ta thêm câu hỏi. Các tùy chọn là các câu trả lời. Thêm câu trả lời. Chọn câu trả lời đúng cho bài tập này. Chọn điểm cho bài tập này, ví dụ bài này 5 điểm. Hoàn tất. Hoặc chúng ta có thể tạo câu đố hoặc là bài tập được giao cho học sinh. Một bài chúng ta có thể lấy ở nơi khác. Ví dụ, ta sẽ đính kèm một liên kết đến một trang web khác bên ngoài ứng dụng này. Ta chọn liên kết. Ta dán cái liên kết đó vào đây. Ví dụ ta ra một cái trang web ngoài,
mà khi ta đã tạo bài tập ở ngoài đó. Đây là một trò chơi, chính là một bài tập trắc nghiệm. Ví dụ, có thể chọn ra về nhà hoặc là chọn bắt đầu chơi trực tiếp ở trên lớp. Ví dụ, chọn ra về nhà. Sao chép đường link đến bài tập đó? Dán vào và gửi đi. Ta cũng chọn lớp để giao và học. Giao cho đối tượng học sinh là tất cả học viên hay là cá nhân. Chọn thời gian, hết hạn. Giao bài tập. Khi chúng ta giao bài tập về lớp 3A thì nó sẽ hiện ra một cái tin ở cái tin chung, ở kênh chung. Tất cả học sinh trong lớp đều có thể vào kênh chung này và nhìn thấy bài tập được giao. Hoặc một cách khác, chúng ta có thể giao trực tiếp ở trên cái kênh chung này. Chúng ta cũng có thể dán cái link của bài tập đó, giao trực tiếp ở trên này. Học sinh có thể chọn và tương tác trực tiếp, chọn vào đường link và trực tiếp vào trang web ở bên ngoài để thực hiện cái bài tập này. Ở kênh chung này, dùng để chia sẻ các tài liệu, giáo viên có thể tải lên các tài liệu dưới dạng Word, Excel hoặc hình ảnh. Khi các tài liệu được tải lên, học sinh vào đây, học sinh sẽ thấy được những tài liệu này. Và học sinh có thể vào các tài liệu đó và học sinh có thể tải xuống, chỉnh sửa. Ngoài ra, có thể thêm một số ứng dụng khác vào đây và tab, thêm một số tab ở bên ngoài ứng dụng Microsoft Teams này. Đó là các ứng dụng liên kết bên ngoài, ví dụ như là YouTube, Excel, PowerPoint hay là bảng trắng. Trong phần điểm chúng ta có thể thấy học sinh và điểm làm bài của học sinh. Các bài tập chúng ta giao cho học sinh làm, học sinh đã làm xong và gửi lại bài thì sẽ có điểm ở đây. Tiếp theo đó là phần lịch. Chúng ta sẽ tạo lịch học cho lớp học. Chúng ta sẽ chọn ví dụ là thứ 6 ngày 17. Ta thêm cái tiêu đề. Ví dụ là tiết bao nhiêu đó. Tiết 2. Toán lớp 3B, lớp 2A.
có thể thêm người dự vào đây. Thời gian là ngày bao nhiêu? Thời gian từ bao nhiêu giờ đến bao nhiêu giờ? Ví dụ ở đây là tiết 2 là khoảng 8 giờ. Đến 9 giờ 8 giờ 30 phút chẳng hạn. Ngày 17 tháng 12. Có thể chọn không lặp lại, có nghĩa là chỉ có hôm nay thôi. Nhưng nếu mà mọi ngày trong tuần, mọi ngày trong tuần từ thứ 2 đến 6 thì ngày nào cũng vào cái giờ này, 8 giờ đến 8 giờ 30 là chúng ta có lịch học ở cái lớp đó. Hoặc là hàng ngày cũng giống như mọi ngày trong tuần, đúng không? Hàng ngày. Hoặc là hàng tuần. Hàng tuần thì có nghĩa là chỉ mỗi tuần một buổi thôi, cũng từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút. Hoặc là hàng tháng, hàng năm. Ở đây chúng ta có thể chọn. Ví dụ không lặp lại chẳng hạn. Thêm kênh. Ở đây chúng ta sẽ chọn là lên lịch cho lớp nào. Ở đây là lớp toán của lớp 2A thì chúng ta sẽ chọn cho lớp 2A. Vào chung, gọi là chung của lớp đấy. Hoặc là ví dụ ở đây chúng ta chọn cho lớp 3 đi, đúng không? Chọn lớp 3 thì trong lớp 3 chúng ta có chung là cả lớp, đúng không? Đó, tất cả rồi. Còn hoạt động trải nghiệm toán âm nhạc chẳng hạn, chúng ta có thể chọn cho cái môn, cái kênh là kênh môn toán đây này, đấy. Vì đây là tiết toán cho nên sẽ chọn vào môn toán. Ví dụ như vậy. Tiếp theo chúng ta gửi cái lịch học này. Như vậy chúng ta thấy ở đây, lịch học chúng ta vừa tạo là tiết 2 toán lớp 3. Ở đây có lớp 2 là tiết 1, còn tiết 2 là lớp 3. Khi chúng ta đã gửi lịch học này đi rồi, thì ở trong cái nhóm chung ấy của cái lớp 3 môn toán, đây của lớp 3 môn toán, chúng ta sẽ thấy có cái lịch học hiện lên đây. Đã, chúng ta vừa có lịch học tiết 2 toán lớp 3 thứ 6 ngày 17 tháng 12. Nó sẽ hiện lịch học lên ở cái phần bài đăng của cái kênh môn toán đó. Trong phần tệp thì chúng ta có thể nhanh chóng tìm được các tệp ở trong team. Hoặc là trong OneDrive. Chúng ta có thể tải các tệp đó xuống bất cứ lúc nào. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cuộc họp, mở một lớp. Ví dụ chúng ta sẽ dạy cái môn hoạt động trải nghiệm chẳng hạn. Chúng ta vào chọn hoạt động trải nghiệm của lớp 3. Trước tiên chúng ta vào nhóm này, ở lớp 3. Có hoạt động trải nghiệm. Chúng ta vào họp. Ở đây là bật tắt camera của người chủ trì. Chúng ta chọn bật tắt âm thanh máy tính. Khi chúng ta chọn bật âm thanh máy tính thì chúng ta, người học viên có thể nghe được âm thanh của chúng ta nói và cả âm thanh của máy tính của chúng ta. Ví dụ khi chúng ta cần phải sử dụng video có âm thanh để dạy thì chúng ta sẽ bật âm thanh máy tính để học sinh có thể nghe thấy tiếng trong video đó. Đây là bật tắt micro.
và âm lượng của loa to nhỏ. Chọn tham gia ngay. Ta có thể sao chép liên kết cuộc gọi cuộc họp này để gửi cho học viên, hoặc là vào chia sẻ lời mời này, sao chép cuộc họp. Trở về kênh chung của lớp 3 môn hoạt động trải nghiệm. Đây, chúng ta sẽ đăng tạo một cuộc họp mới, gửi link vào trong nhóm để học sinh vào lớp học. Trong cuộc họp này thì chúng ta sẽ quản lý hiển thị người tham gia. Tiếp theo ở đây là ô cửa sổ chat. Chúng ta có thể chat với học sinh và học sinh có thể chat ở trên này. Tiếp theo đây là những biểu cảm chúng ta có thể chọn. Và một chức năng nữa rất là quan trọng, đó là chia phòng theo nhóm. Ở đây chúng ta chọn chia phòng theo nhóm, ví dụ chúng ta muốn chia lớp, mỗi nhóm có 3 bạn, chia nhóm 3. Chúng ta có thể chọn chia tự động hoặc thủ công. Nếu chia thủ công thì chúng ta sẽ phải tích chọn học sinh, tùy chọn học sinh. Hoặc là chọn tự động thì máy sẽ tự động chọn cho chúng ta 3 học sinh một nhóm. Sau đó chọn tạo phòng. Như vậy ở đây có 9 học viên thì sẽ tạo thành 3 phòng, mỗi phòng 3 học viên. Đấy. Chúng ta có thể vào từng phòng này để xem học sinh thảo luận trong đó. Hết thời gian chúng ta sẽ đóng phòng, xóa phòng. Tiếp theo đó là đến cái phần chia sẻ. Đây là bật tắt camera, đây là bật tắt mic. Đến phần chia sẻ, chúng ta có thể chọn chia sẻ chế độ toàn màn hình hoặc là một cửa sổ. Nếu như chia sẻ toàn màn hình thì học sinh sẽ nhìn thấy tất cả những gì chúng ta thao tác trên màn hình này. Nếu chia sẻ một cửa sổ thì học sinh chỉ nhìn thấy một cửa sổ mà chúng ta chọn để chia sẻ thôi. Ví dụ như chúng ta chọn toàn màn hình đi. Khi mà không muốn chia sẻ màn hình nữa thì chúng ta sẽ tắt đi. Và tại cái ô chat này, ô cửa sổ chat, chúng ta có thể gửi link bài tập, ví dụ bài tập trắc nghiệm ở trong những trang web khác để học sinh vào ngay cái ô trò chuyện này để học sinh có thể nhấp vào để đi đến bài tập mà chúng ta yêu cầu. Như vậy chúng ta thấy phần mềm Microsoft Teams tuy là một phần mềm
miễn phí nhưng nó có đầy đủ các tính năng như các phần mềm khác. Và một ưu điểm nổi bật nhất đó là nó không giới hạn về thời gian. Và chúng ta có thể quản lý tất cả việc học của học sinh, bài tập của học sinh, điểm số của học sinh chỉ trên một phần mềm. Không những của một lớp mà còn của rất là nhiều học sinh, nhiều lớp khác. Và tôi nghĩ rằng đây là một phần mềm đáng để chúng ta sử dụng khi dạy học trực tuyến.